Rồi, hello, chào bạn quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có ship một ít cá về, hai em cá. Hôm nay mình bắt hai em cá về Lâm Đồng các bạn. Một cái bơm Feria 10.000 lít trên giờ. Cái bơm này bơm dòng BE các bạn, bơm Feria nè. Có cục điều khiển 3 chế độ nha. Nó có thể xuống từ 8.000, 9.000 và 10.000. Và thêm mười mấy cây chổi, 16 cây chổi 60 sen chổi lọc các bạn. Dòng này là dòng BE nha. Em mới bơm đây. Rồi bây giờ mình bóc bắt cá ra đã. Đây, em khách này mua hai em cá ở trong này nè các bạn. Đây là thùng dưỡng tạm của mình. Một em Benigoi màu đỏ và một em sang ke này rất là đẹp. Đây các bạn, đây là một em sang ke cá Việt nha các bạn. Em này có một cái rất là đặc biệt là có cái môi son màu đỏ nè các bạn. Có một cái môi son màu đỏ ở trước rất là dễ thương. Và những mảng đen của em này rất là đậm luôn, cực kỳ đậm. Và em này full green ring nha các bạn. Body thì ú nù à. Nói chung là rất là ok. Đi bơi có lông nách. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói em này. À còn một em nữa nó đang bị thương các bạn. Mình mới bắt ra mà một em bị thương nên mình không gửi cho khách nữa. Cái em đỏ đó đó. Em đỏ đó đang bị thương ở bên hông các bạn. Đó các bạn thấy bị bên hông không? Cái vết thương này thì chỉ cần bôi thuốc túi tím là sẽ khỏe thôi. Nhưng mà mình sẽ không gửi cho khách, mất công khách không biết chữa rồi nhiều khi nó lỡ ra càng ngày càng nặng nó chết thì tội em đó. Tại vì em đó mình cũng rất thích, rất là đẹp, thà không bán được để mình nuôi chứ còn không có bán cho khách cái con đó được, tại vì nó bị lỡ một bên hông nè. Mất công lắm. Thứ nhất là mình bị mất đi cái khả năng cái tiếng của mình nên thôi mình phải gửi cá thật khỏe mạnh thôi cho chắc cú. Để đó mình sẽ chữa sau. Mình có nhắn tin cho em ấy nhưng mà em ấy ngủ chưa dậy nên bây giờ mình quyết định luôn là mình sẽ gửi một con thôi, còn con này tính sau, mai mốt có gì gửi sau không được. Giờ mình gửi một con em này thôi. Rồi giờ mình sẽ đóng cá em này. Rồi mình đóng thùng xong rồi các bạn, bây giờ bỏ thêm cái máy bơm vô đây. Gói hàng xong rồi bạn, giờ ra đi đón xe. Em này em mua của mình liên tục luôn. Rồi ra đứng đường nữa bạn. Mỗi lần mà gửi về là các mình phải ra chờ xe khoảng nửa tiếng. Cho chắc cứu cái xe này nó hay đi luôn đó. Mình có dù có gọi đặt xe hay gì nó cũng đi luôn rồi. Xe nó khá đông khách, chạy nhiều chuyến lắm mà. Rồi nó nhận hàng buổi sáng thôi, còn mấy chuyến khác nó chạy không biết cái giờ nào, chạy tùm lum luôn nên cũng cực kỳ khó khăn cho mình. Mà mình gửi chia quen cái chuyến này rồi, tại gửi xong tại nãy mình mới đi chở con đi học đi xong rồi mình mới tranh thủ chạy ra đón xe gửi, rồi lát về mình đi làm. Do công việc chính của mình là bên camera đó quẹt nên mình tranh thủ được buổi tối sáng sớm khuya gì đó thôi. Còn ban ngày mình phải đi làm bên camera máy tính các bạn. Ở đây bên này là nó trồng cao su nữa các bạn, bắp. Trong sâu trong kia là nó trồng sen canh á, trồng bắp chung với cao su các bạn. Do cao su còn nhỏ nên nó không có bị rộp nên người ta vẫn trồng sen canh ok được. Chứ còn mà cao su lớn hơn tí thì sẽ không được rồi. Ở dưới mình bữa nay nó chặt bớt cao su nhiều không bạn, chặt cao su trồng chuối quá chừng chừng luôn. Mình đi dọc ở mấy cái khu lô gần sát bề đường quốc lộ á, trời đầy luôn trồng chuối, nhìn đã lắm. Rồi hôm nay mình thấy em sang ke ngày hôm nay cũng rất là đẹp. Nói chung là em trai này á là em mua thường xuyên, có chung là có cá mới là phải đưa cho em mới coi trước để em mới lựa.
em á, chọn con nào á, thì ok con đó cho em đó trước rồi bắt đầu mới được đăng bán. Nhưng mà thật ra mình không có đăng bán cá các bạn, do mình hồi trước mình có đăng, lâu lâu mình cũng có đăng, nhưng mà bữa nào mà rảnh lắm á, quẩn lắm bắt đầu mới đăng. Còn lại định đăng nhưng mà không có thời gian bắt ra đăng các bạn, nên thôi luôn, kệ luôn. Cũng có dạo này, với lại dạo này mình muốn tập trung về cái vấn đề là một ngày mình sẽ đăng một clip để cho các bạn theo dõi cá, cho cái kênh mình nó đông người đăng ký lên các bạn. Nhưng mà bận quá cái cuối cùng đăng được 2-3 bữa cái rồi bận quá thôi khỏi đăng nữa luôn. Toàn là đang chia sẻ những cái cách làm mình hồ làm hồ cá đồ gì đó không à. Giờ muốn đăng cá bán lắm mà cũng không biết đăng sao luôn. Bận quá không có thời gian bắt ra các bạn. Tại mình bắt cá ra mình phải chụp hình, phải nói rồi bắt cá vô rồi đó. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn có cần cá hay gì thì cứ PM cho mình. Và mình sẽ cố gắng dành thời gian để bắt cá. Nếu mà không có thời gian thì trong lúc mà mình bận quá thì mong các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn các bạn ở clip lần sau nha.